Xin kính chào quý vị khán giả của FPT Play. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tiếp tục đến với các hình ảnh tại sân vận động Thanh Hóa để cùng theo dõi ngày thi đấu bán kết của vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia Thanh niên 2023. Sẽ là màn so tài rất đáng được chờ đợi của hai đội bóng giàu truyền thống ở lứa tuổi U21, đó chính là U21 Hà Nội cùng với U21 Sông Lam Nghệ An. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với đội hình ra quân của U21 Hà Nội. Ngày hôm nay thì đội bóng của huấn luyện viên Duy Hồng Sơn sẽ ra quân với thủ thành mang áo số 23 là Duy Dũng. Các cầu thủ bao gồm có Lê Văn Hàm áo số 3, số 8 Đức Hoàng đội trưởng, số 12 Trí Phong, số 19 Văn Tuyến, số 25 Thanh Tài, số 26 Văn Dung, số 27 Tiến Long, số 29 Nguyễn Thái Học, số 33 Quang Duyệt và số 56 là Vũ Văn Sơn. Bé chính ở trong trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Trần Quốc Thuận, Quốc Thịnh. Các vị trợ lý bao gồm có Mạnh Tường, Quang Trung và Nguyễn Văn Phúc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với đội hình ra quân của U21 Sông Lam Nghệ An. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Phạm Bùi Minh sẽ ra quân với thủ thành mặc áo số 1 và cũng là đội trưởng là Nguyễn Văn Việt. Số 6 Văn Bách, số 8 Duy Hào, số 10 Đinh Xuân Tiến, số 11 Lê Văn Quý, số 12 Tiến Thắng, số 13 Mai Hoàng, số 18 Quang Vinh, số 21 Văn Bắc, số 23 Bá Quyền và số 24 là Bùi Thanh Đức. Rõ ràng nếu xét về những cái tên góp mặt ở trong đội hình của U21 Sông Lam Nghệ An ở giải đấu năm nay thì rõ ràng họ là một đội bóng được đánh giá rất cao bởi các cầu thủ được dày dặn kinh nghiệm. Và như vậy là hiệp 1 của chúng ta đã chính thức bắt đầu. Ở hiệp đấu đầu tiên, U21 Hà Nội sẽ là những người ra quân với bộ trang phục vàng đen và bảo vệ phần sân bên trái, màn ảnh của quý vị. Và bộ trang phục trắng vàng đen đó chính là màu áo của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, bảo vệ phần sân bên phải, màn ảnh của chúng ta. Đinh Xuân Tiến, đó là một quyết định đá thẳng của Đinh Xuân Tiến ở trong tình huống đá phạt hàng rào vừa rồi. Bóng đi vẫn chưa thật sự đủ khó để có thể gây ra được khó khăn cho thủ thành Duy Dũng. Pha lên bóng dành cho U21 Hà Nội. Chuyền bóng vào, đây là goal! Không như vậy bàn thắng đã không được công nhận khi trọng tài xác định bóng đã đi ở đường biên ngang. Bàn thắng không được công nhận. Sự tiếc nuối của các học trò cũng như là huấn luyện viên Dương Hồng Sơn. Mặc dù bàn thắng vừa rồi không được công nhận, nhưng đây sẽ là một tình huống để nhắc nhở hàng thủ của U21 Sông Lam Nghệ An. Họ đã bị đối phương khoét nách một cách rất dễ. Đưa bóng vào, không thể tạo ra được khó khăn với thủ môn Văn Việt. Bây giờ thì đang có hai cầu thủ của U21 Sông Lam Nghệ An bị đầu. Quả tạt vừa rồi là của số 25 Ngô Thanh Tài. Đây là một pha bóng mà thủ thành đội trưởng bên phía U21 Sông Lam Nghệ An cũng đã rất chủ động. Đường chuyền không chính xác, Đức Hoàng qua người rất gọn. Rất có nhiều khoảng trống dành cho các cầu thủ U21 Hà Nội. Không được. Đó là tình huống băng lên rất nhanh của Thanh Tài. Một pha bóng mà các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An đã dồn đội hình lên khá cao. Và khi mà đường chuyền đã bị bắt bài bởi Đức Hoàng thì ngay lập tức là một tình huống phản công rất nhanh đến từ đại diện của thủ đô. Vẫn là tình huống đá phạt góc của Quang Duyệt. Cười vào! Không vào! Thủ thành Nguyễn Văn Việt đã đẩy bóng trước phản bồi. Và các cầu thủ của U21 Hà Nội vẫn tiếp tục cho rằng bóng đã đi ngang vạch vôi rồi, đi qua vạch vôi rồi. Chúng ta cùng chờ đợi xem quyết định cuối cùng của trọng tài. Hãy cùng theo dõi lại pha bóng này. Có cảm giác là bóng vẫn chưa lăn qua vạch vôi. Rất nguy hiểm. Đó là pha bóng dứt điểm chính xác là của Quang Duyệt, cầu thủ áo số 33. Đó không phải là một cú treo bóng mà đó là một pha sút thẳng về phía khung thành của Nguyễn Văn Việt. Khánh Toàn qua người khéo léo, không vào. Văn Bát đến đâu. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho U21 Sông Lam Nghệ An. Dường như đó là một pha đốn lưới nha. Niềm vui vô bờ bến đến từ các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An khi họ đã bất ngờ có được bàn thắng sớm ngay đầu hiệp 2. Và có lẽ là các cầu thủ của U21 Hà Nội đã không hài lòng với tính tập trung trong cách phòng ngự vừa rồi. Và kể cả bên ngoài sân thì huấn luyện viên Duy Hồng Sơn thì cũng không hài lòng với cách phòng ngự của các học trò.
nguy hiểm. Suýt chút xíu nữa thì Nguyên Hoàng là người đốt lưới nhà. Cơ hội không vào. Ngay lập tức là những sự trả lời đến từ các nhà đương kim vô địch. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống đi bóng rất hay này đến từ số 33 Quang Duyệt. Rất hay, cơ hội đối mặt. Nhưng đó lại là một tình huống mà Trí Phong rơi vào vị trí việt vị. Ít nhất thì đây đã là lần thứ 3 mà Trí Phong thể hiện sự vội vàng của mình trong pha thoát xuống. Trận trước Nam Hải đã có một pha solo bàn thắng rất đẹp để nâng tỷ số lên 2-0. Không vào. Pha dứt điểm rất căng của Khánh Toàn. Khánh Toàn đã bất ngờ có được một khoảng trống đủ lớn. Và cầu thủ này sau một nhịp đỡ bóng đã tung ra cú đá bằng chân trái rất căng. Văn Quý, Hồ Văn Cương, cơ hội đối mặt. Hai không cho đội bóng của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh. Và nó còn xây chắc thêm tấm vé vào chung kết của U24 Sông Lam Nghệ An. Quá tuyệt vời Hồ Văn Cường. Các cầu thủ U24 Sông Lam Nghệ An đã chơi rất tập trung và lần lượt hóa giải các ý đồ tấn công đến từ các nhà đương kim vô địch Hà Nội. Và trong một số những tình huống mà họ chủ động phản công thì cuối cùng họ đã có được bàn thắng thứ hai để nhận được cách biệt ở trận này. Thêm một quả tang vào trung. Đánh đầu ngược. Tỷ số để rút ngắn xuống còn 1-2. Đó là pha ghi bàn của Anh Tuấn. Bàn thắng này nó sẽ kéo trận đấu của chúng ta trở nên khó lường hơn. Hai trận đấu liên tiếp mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An có được hai bàn thắng dẫn trước và họ cũng đã để cho đối thủ rút ngắn tỷ số. Quang Duyệt, đó là cú sút thẳng. Và thêm một tình huống mà thủ môn Nguyễn Văn Việt đã chơi cảnh giác. Ít nhất thì đây đã là lần thứ hai mà Quang Duyệt thực hiện cú đá thẳng với một điểm rơi rất khó chịu về phía khung thành của U24 Sông Lam Nghệ An. Và đúng lúc này thì tiếng còi của ông Trần Quốc Thịnh đã cất lên. U24 Sông Lam Nghệ An đã chính thức điền tên mình vào trận đấu chung kết của giải U24 quốc gia sau khi đã xuất sắc đánh bại các nhà đương kim môn vô địch Hà Nội với tỷ số 2-1 bằng các pha lập công của Văn Bách cùng với Hồ Văn Cường. Bàn thắng duy nhất bên phía U21 Hà Nội được ghi do công của Anh Tuấn. Như vậy là đội bóng của huấn luyện viên Di Hồng Sơn đã trở thành nhà cựu vô địch và họ sẽ có được giải 3 ở mùa giải năm nay và hành trình hướng đến chiếc vô địch thứ 6 của giải U21 quốc gia vẫn đang nằm trong tay của U21 Sông Lam Nghệ An. Hình ảnh trao giải 3 này cũng thay cho lời kết của buổi bình luận trực tiếp trận đấu bán kết 2 và đấu sức giữa U21 Hà Nội và U21 Sông Lam Nghệ An của FPT Play của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trận đấu tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.